Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Czech, mang cái model là One Series 1.2, được trang bị bộ chuyển động Shimano Soza, một đùi đĩa MFSA của Mỹ và zin nguyên bản đồ Bontrager, khung nhôm. Sơn hôm nay em về là màu xanh, rất là đẹp, khung nhôm. Thương hiệu Czech đã rất quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm, luôn cho ra đời những chiếc xe mà tốt, đứng luôn đứng trên top những chiếc xe chất nhất thế giới. Một nước sơn nguyên bản màu xanh rất là đẹp, trẻ trung và thể thao. Bộ đùi FSA của Mỹ và full bộ chuyển động Shimano Soza. Xe còn rất là mới. Bánh 700C, full zin nguyên bản của Bontrager. Trên ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay lắc Shimano Soza với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và nắp chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc kiên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Và chiếc xe vượt các bác từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 1m80 đi xuống. Nhất hai đĩa cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe này đang bán cho em với giá chỉ là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.